Hello, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ 6, năm Tây, tháng Giêng, năm 2018. Chương trình Khoa Dân Trí số 275 bắt đầu. Trước khi vào chương trình Kha Dân Trí số 275 vào ngày thứ 6 năm Tây tháng Giêng năm 2018, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn hãy nghe một bài hát nhạc chồi để mà tố cáo về chế độ Đảng Cộng sản và thằng Hồ Chó Minh uống máu kinh. Nói đến Bình Định thì chúng ta nghĩ đến những cái đặc biệt về những cái bộ môn về văn nghệ, đó là hát bộ và bài chòi. Thưa quý vị, bộ môn hát bộ và bài chòi, thưa quý vị rằng là nó rất là bình dân, hát lên thì tất cả mọi người sẽ hiểu ngay. Và hôm nay Bảo Tố xin giới thiệu đến quý vị một bài ca bài chòi với một cái bài hát có nội dung là để tố cáo lên những bọn cộng sản từ ngày mà nó chiếm được miền Nam, nó đã làm cho dân chúng khổ cực và đầy đọa dân chúng như thế nào. Xin mời quý vị nghe một bài hát bài chòi sau đây. Dân nước Nam bao năm cho lận đận nè, đời đói nghèo cuộc đời cho luôn hâm yêu, cho tới năm xưa quân cộng sản quân giang ta đi vào Nam cho nó đi giải phóng làm nước non cho khổ sầu. Phan ơi cho bây giờ mà dân khổ kìa nơi nơi, cho kẻ lang thang thân đói rất khổ, không nhà mà canh khuya cho bằng ngày. Em bán bao rồi em bán thân cho kiếp nghèo đói, bán vé số cho thân nhọc nhằn thân cực thân cho bao ngày. Không ai ngỏ nữa không ai ngàn đến, cuộc đời nó cực khổ mà gian nan nó cỡ hàng. Từ ngày quân cách mạng nó vô Nam chớ làm quan nó tham nhũng ăn trong ăn ngoài, cho một bầy quan bán nước rồi quan bán dân, dân kêu gào nè buôn bán núi sông giống nồi, rồi công an cứ bỏ đôi đi ép đốt mà ăn hiếp dân, cho dân làm dân khổ nạn bởi lời hung nô cho giặc công. Lũ cho đôi mà cắn người dân, cho lũ cơm cơm mà dính đầy máu, lũ giết người không với mùi tanh cho bao ngày, dân đói khổ cho bay không màng, bay bỏ dân cho dân thề thà cái lũ mà vào đây chửi nè, cái lũ này nè, cái lũ ăn cướp của thằng tổng lũ sau khổ tàn lang bởi thằng tội đồ, thằng phản quốc trong A Ba Đình nó thôi thay nên dân mình đang lên tiếng cho biết tâm vùng lên quốc má cha, thằng phải quản qua má cha thay thằng hồ cho mẹ uống máu kinh nè. Thằng Hồ Chí Minh đó, con cháu của thằng Hồ Chí Minh đó, tao bay vô tao bay ngồi tao bay làm gì được tao, trời ơi, đang ngồi cởi quần ra hả? Ủa sao tao không có cái lũ chó đẻ đam điện của tụi bay nó đăng báo tao nữa đi, quảng cáo nữa đi hả? Đam điện nó ngậm mồm nè, tao cho thằng Hồ Chí Minh uống mọc kinh nè, tao cho cả cái đạn không xài cái thằng chó đẻ nào mà đăng báo với tao chửi tao uống mọc kinh nè, tao cho dòng họ của cái mẹ tụi bay uống mọc kinh nè, làm gì tao hả? Vô đây ngồi chửi hả? Nước Nam bao năm cho lận đận nè, đời tối nghèo cuộc đời cho luôn hâm yêu, cho tới năm xưa quân cộng sản quân giang ta đi vào Nam chớ nó đừng giải phóng làm nước non cho khổ sầu. Đúng là nước non khổ sầu, thằng chó đẻ Hồ Chí Minh cao tàn của tổ bác xã hội cha bác bảo mẹ ơi, cho bây giờ mà chó đẻ đang cộng sản nơi nơi cho sẽ lang thang lũ gì cả đói rất khổ không ra mà canh khuya cho bằng ngày. Em bán bao rồi em bán thân
sao tôi bay qua đây ăn cắp của Lisa? Ngồi đây tao chửi hoài, mỗi ngày mỗi đêm không có làm lò gì được tao trơn. Đi qua đây ăn cất của Lisa nè. Ủa sao rồi? Tìm lệnh truy nã tao giờ thục mẹ trơn rồi hả? Ngậm mỏ chó ở đây nè. Không đăng báo nữa hả? Tao nhắc cho nhớ nha, phải lôi tên tao ra. Đảng đỉ tụi bay không lôi tên tao ra, không PO cho tao, không quảng cáo cho tao là tao chửi cha mắng gái mẹ tụi bay, tao thách thức tụi bay. Sao rồi? Sao tao lên đi tập hợp tao mấy tên tuổi của tao trơn vậy? Hả? Sao vậy? Kỳ vậy? Trời ơi! Sao rồi? Gái mẹ tụi bay! Hù tao à? Gửi cho cha tụi bay luôn chứ đó bà đặt. Chị Lisa ơi là chị Lisa. Để có thể trả nợ cho Singapore, đảng đỉ đã nhanh chóng ra lệnh tăng giá xăng lên 810 đồng một lít. Cái giá phải trả để nhận được vũ nhôm từ Singapore về Việt Nam tốn 10 tỷ đô la đã được đảng đỉ bắt đầu hút máu người dân từ từ bằng cách là cho tăng liền giá xăng cho khắp cả nước bắt đầu từ 15 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2018. Lũ khốn nạn, lũ súc vật con cháu thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh cầm quyền, đảng đỉ đã nhanh chóng tăng giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu trên toàn quốc Việt Nam. Theo đó, xăng RON 95-3-4 cùng tăng 810 đồng một lít lên 20.290 đồng một lít. Đối với xăng RON 95 và 20.000 đồng, đối với xăng 95 nó bỏ luôn rồi. Nó đưa lên bắt đầu là xăng E5. Chị ơi là chị... Tụi bay nhớ, các bạn nhớ nha. Cái xăng E5 là nó muốn cứu cái nhà máy. Mà vấn đề là kêu bằng đó là Antenor. Cho nên cái nhà máy Antenor nó không có bán được. Cho nên bây giờ nó lấy cái chất Antenor, nó để vào xăng E5. Các bạn chạy xăng E5, cái xe của các bạn nó giật y như là hấp hối. Và nó chết động cơ, chết máy. Còn nguy hiểm hơn là nó sẽ nổ tan tành xe của các bạn hết. Các bạn nên nhớ kỹ. Cho nên bây giờ ở trong nước Việt Nam nó khai tử xăng A92. Nó dùng xăng E5 để mà nó phá hoại xe cộ tài sản của toàn dân Việt Nam. Các bạn thử đổ xe, đổ xăng mà E5 vào đi. Đổ cái chất mà Antenor vào đi. Rồi các bạn sẽ thấy máy các bạn như thế nào. Nó giật y như là động đất cấp độ 9 Richter vậy. Các bạn thấy các bạn đang sống trong một chế độ nó khốn nạn như vậy đó. Chứ không phải nó tăng không đâu. Nha. Nghe chưa? Xin chào chị Lisa. Em chúc chị luôn trẻ khỏe mạnh nhé. Em không ngờ chị mạnh quá đã đỉ. Bây giờ run sợ chị ăn cất của chị. Bà đặt giả bộ hù chị bị chị chửi quá trời. Từ 26 tới bây giờ không dám làm cái gì chị cả. Bây giờ em càng nghĩ càng buồn. Con của em mới học lớp 9.
mà tụi nhà trường đầu độc làm lịch suy nghĩ của con em. Nói đúng ra thì tụi nó không muốn dạy cho con của em tầng lớp thấp, chẳng hạn như con của các công nhân trào xuống, con người ta mới học lớp 9 mà tụi nó dụ đi qua trường học nghề mới 14 tuổi, chẳng khác nào bóc lột sức lao động của trẻ em. Nhưng nếu nhìn sâu xa thì đó là âm mưu tàn nhẫn vô nhân đạo. Có thể tụi nó cho đi học nghề sớm để cho có cái bằng dẻ rách để mà tiện xuất khẩu lao động ra nước ngoài để làm nô lệ ô xin, để đem tiền về nuôi chế độ đảng khốn nạn của tụi nó, để đem đồng ngoại hối về Việt Nam. Ai hưởng chị Lisa biết rồi đó. Còn con cái của giai cấp lãnh đạo thì tụi nó rèn luyện để tiếp tục đè đầu cởi cổ cai trị người dân. Trò đê hèn này nó chỉ qua mắt người tầm thường thôi chị ạ, chứ không thể qua mắt được em và mọi người trong xã hội. Ai ai người ta cũng thương mến chị và người ta nghe lời chị. Chị ơi là chị, nó cưỡng chế còn bắt gia đình bà lên phường nữa. Tụi em ở đây kéo dân chúng lên trước cổng phường chửi đắt tụi nó, chửi lũ chó má ăn no quá trời rồi kêu thả người. Mong chị lên clip, lên án dùm để chia sẻ cho mọi người dân cả nước biết bọn chó đẻ này chị ạ. À, nó giả bộ, nó chống tham nhũng, nó thanh trừng lẫn nhau thôi. Thiệt ra thì các em thấy rồi đó, đất cát của người dân nó cướp hổm gài, nó bán cho thằng Tàu Cẩm, có thằng nào mà ở địa phương mà bị thanh trừng đâu. Cho nên cái màn vở kịch là như vậy đó. Chị ơi là chị, nó tung ra 10.000 người lực lượng 47 đấu tranh trên mạng mà sao chị vẫn nói hoài vậy chị? Chị đã yêu cầu nó phải tăng lên 100.000 người mới được, chứ 10.000 người không có dập được tiếng nói của chị. Ít nhất là phải 100.000 an ninh mạng mới là có thể ngăn chặn được mạng xã hội, chứ có 10.000 thằng sao được. Trong khi là những cái mà vấn đề là Facebook mạng xã hội của chị là gần 200.000 người theo dõi, rồi bên Trang Lê là gần 500.000 người. Cả nước bây giờ là gần hơn 50 triệu người theo dõi mạng xã hội, mà tung ra lực lượng có nhỏ xíu 10.000 người lên đây để hủy địch hay làm gì trên đây. Cho nên chị em yên tâm đi, theo chị đó là đảng đĩ phải tung ra 100 cho tới 200.000, rồi bắt đầu lên trên báo đó, bắt đầu là hù dọa toàn dân Việt Nam là đã tung ra là 1 triệu an ninh mạng. Nhưng mà thật sự là tung ra chỉ có 100.000 thôi. Cho nên chị nhận được cái tin là giả bộ nó tung ra 10.000 lực lượng 747, AK-47 lên trên mạng. Nhưng mà thật sự chưa tới 1.000 người lên đây, toàn là ngồi chơi game với giờ vô coi phim sách không. Cho nên em yên tâm đi, phải tung ra 100.000 để mà lấy thuế mỗi một ngày nuôi cái lũ chó đẻ này lên đây để coi làm gì được Lisa, mới ngăn được Lisa. Tụi bay điều đình với Lisa và mọi người làm live stream đi. Nếu mà tụi bay muốn ngăn chặn tiếng nói của Lisa đó thì thay vì tụi bay trả cho 100.000 những cái lũ an ninh mạng bất tài vô tướng, thì tụi bay là yêu cầu trả qua cho chính phủ Mỹ để chính phủ Mỹ nó đưa tiền cho tao, là bằng cách là tao đòi là mỗi một ngày là tụi bay phải trả cho tao đó là 100.000 đô la. Còn mấy người kia không biết đòi bao nhiêu, nhưng mà đối với tiếng nói của Lisa là phải 100.000 đô la mỗi một ngày. Tụi bay chuyển tiền qua cho lãnh sự quán Mỹ đi, một ngày 100.000 đô la thì sẽ ngưng được chương trình của Lisa. Đó, bữa nay tao chơi đẹp, tao cho giá rồi đó. Tại vì tụi bay trả 100.000 đô la, để tụi bay lấy 100.000 đô la, tụi bay trả cho 10.000 thằng chó đẻ lên đây đâu làm gì được Lisa đó. Thấy không? Đó, làm ấy. Chị Lisa ơi là chị Lisa, xôn xao tin đồn về chủ nhân căn biệt thự khủng, đó là của thằng giám đốc sở xây dựng thừa nhận là nó lấy tiền của người dân để mà nó xây một ngôi biệt thự ở tại tỉnh Nghệ An. Ngôi biệt thự khủng tọa lạc trên mảnh đất rộng gần 400m² ở khu đất vàng của thành phố Vinh. Nghe nói là trọng lúa sẽ đem củi khô này để mà thảy vào để trong chụm cho nó chết mẹ nó đó chị. Cứ việc tha hồ. Cứ việc. Trời ơi chị ơi, báo động rồi chị ơi. Trời ơi là trời, nó đem sách tiếng Việt cải cách của thằng chó đẻ đầu Bùi Hiền vào để mà dạy cho con em lớp 1 rồi kìa chị. Thì chị thấy rồi, người dân Việt Nam mà im lặng thì nó đưa vào vậy thôi, chứ có mẹ gì đâu. Có mẹ gì đâu. Chị ơi, ai đứng tên ngôi nhà phát hiện thi thể
của thằng chó đẻ chủ tịch Nguyễn Quốc Hoa nghe nói nó vừa mua căn nhà hơn một tháng 4 tỷ đồng thì nó lại chết trong căn nhà này luôn chị ạ. Trời ơi chị ơi, vừa bước qua năm 2018 chị nói hay thiệt chị ơi, nó tăng 5 loại thuế trong năm 2018 chị à. Trời ơi chị ơi, bây giờ có vụ đi bộ nó đòi phạt tù 7 năm tù nữa kìa chị ơi, cứ cho nó phạt hết đi. Thưa quý vị và các bạn, người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù ở mức án cao nhất có thể lên đến từ 7 đến 15 năm. Điều này được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bạn thấy rõ ràng vậy đó, cai trị khốn nạn tới mức độ như vậy đó, đó. Các bạn thấy rõ ràng hay không? Các bạn thấy rõ ràng hay không? Bây giờ đi bộ cũng phải phạt, trong tương lai các bạn đi ỉa nó cũng phạt luôn, bởi vì nó kêu ỉa là phải cấm đái. Mà hãy các bạn nào mà vô mà ỉa mà đái đó là kể như là nó phạt tiền. Ta nói nó tìm đủ cách để mà nó phạt hết trơn. Các bạn khỏi lo đi. Đi bộ nó cũng phạt, mà trong tương lai là đi ỉa nó cũng phạt. Bởi vì nó sẽ có những cái thằng vô để canh chừng coi ỉa là phải cấm đái. Hãy còn mày rẳng mày ỉa ra mà mày đái là mày vi phạm về cái luật ỉa ở trong thiên đường xã hội chủ nghĩa, cho nên phạt tiền mày. Các bạn thấy các bạn ở trong một cái đất nước khốn nạn không? Có bao giờ mà các bạn đi bộ mà những người tự nhiên phạt không? Ở bên Mỹ này người ta đi bộ có ai phạt người ta không? Nhưng mà ở trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa, các bạn đi bộ ra ngoài đường nó cũng kiếm chuyện nó phạt các bạn. Chỉ cần thằng nào mà đi dắt dắt sảnh là nó cũng phạt. Cái chế độ đảng cộng sản nó coi người dân Việt Nam thấp kém dữ lắm. Bởi vì các bạn, những người dân Việt Nam là những thành phần bị trị. Ở bên Tàu thì nó lại dùng là đã hổ diệt rùi. Nó coi những cái thằng mà từng theo đảng cộng sản của Tàu Cộng là những con hổ. Và khi mà nó không sử dụng được nữa thì nó trở lại nó coi những cái thằng chó đẻ này lại là những con rùi nó đập chết. Cho nên thằng chó đẻ Trậm Lú nó cũng bắt chước ở bên Tàu. Cho nên nó coi rằng là những cái thành phần mà không theo nó là chuột, là củi. Mà hễ củi thì tao thảy vào để tao nấu, để mà tao ngồi tao ăn tao hưởng thụ. Và chuột thì tao đập chết mày à mày. Cho nên từ thằng nào đảng viên không cần biết bao nhiêu thì kể như là nó cho là chuột và là củi. Vậy mà những thằng đầu bò ở trong đảng cộng sản vẫn ngồi đó mà vỗ tay là hoan hô đồng chí. Đồng chí dùng cái từ củi khô rất là hay. Gái mẹ mày, mày kêu đảng viên, mày kêu toàn quân, mày kêu những người cộng sản trung thành, mà bây giờ mày quay đầu mày cho nó là củi, mày xách đầu nó, mày thảy vô lò, mày chụm mày đốt mẹ nó lên hết vậy. Chó nó theo đảng cộng sản. Chỉ có những người mà kêu bằng là thông minh về chính trị mới nhìn ra được cái sự mà dắt chanh bỏ vỏ của cái lũ chó đẻ đảng cộng sản. Các bạn nghĩ đi, khi lên họp theo phe nó thì nó coi là đây là đường lối đúng đắn của đảng này kia kia nọ. Nhưng mà không theo nó quay đầu ra nó chửi là chuột, đập chuột. Thì sợ vỡ bình, nó muốn ám chỉ thằng chó đẻ Nguyễn Tấn Dũng, nó muốn ám chỉ thằng Trần Đại Quang, nó muốn ám chỉ tất cả những người nào mà không theo nó để dâng đất nước Việt Nam cho Tàu. Cho nên nó coi tất cả những thành phần không theo nó đều là chuột nhắt. Cho nên nó nói rằng sở dĩ mà mình muốn đập chuột là bởi vì mình sợ vỡ bình. Tức là đập những con chuột, đập những thằng đồng chí một thời đi theo mình, ăn cứt gà đi theo đảng để mà bảo vệ chế độ độc tài khốn nạn này. Thì mình coi nó là chuột, mình đập nó không thương tiếc, nhưng mà sợ vỡ bình. Tức là sợ toàn dân Việt Nam người ta nhìn ra được cái bản mặt khốn nạn của đảng. Rồi bây giờ nó không dùng cái từ đập chuột vỡ bình thì lò lửa nó đốt lên để mà nó đem tất cả củi khô, củi tươi thảy vào. Ngay cả thằng Đinh La Thăng còn là ủy viên của Bộ Chính trị nó cũng thảy vào để nó chụm, nó đốt cho cháy mẹ nó lên hết trơn. Vậy mà những cái thằng trong quân đội, những cái thằng công an, những tụi đảng viên tụi bay ngục, tụi bay không nhìn ra được. Có bao giờ khi mà nó cần tụi bay thì nó cho tụi bay là tình đồng chí, nó cho tụi bay, nó giả bộ nó tặng bằng khen để nó ca ngợi tụi bay. Sau đó nó coi tụi bay chỉ là củi, là rơm, là rác thôi. Lisa nói thật, toàn dân Việt Nam bị thằng chó đẻ đảng cộng sản nó dẫn mũi hết trơn. Nó dẫn mũi hết.
Bởi vì nó coi toàn dân Việt Nam như là con dồi. Nhưng mà riêng cả những thằng mà theo nó, từng làm việc cho nó, các bạn thấy như thế nào? Các bạn nhìn coi đấy. Lisa nói đúng không? Các bạn nhìn xem đi. Ngày xưa khi mà nó muốn vô cướp miền Nam thì nó chiêu dụ mọi người phải đi vào trong đảng, phải trung thành tuyệt đối với đảng, là những người chiến sĩ cách mạng kiên cường. Rốt cuộc rồi vào làm việc cho nó, leo lên tới cái chức mà quỹ viên trung ương đảng như thằng Đinh La Thăng đâu phải là chuyện vừa. Lên tới bí thư mà tỉnh Hậu Giang như thằng Trịnh Xuân Thanh đâu phải là vừa. Lên tới an ninh mật vụ như là Vũ Nhôm đâu phải là chuyện vừa. Vậy mà bây giờ tất cả những con chó này sẽ trở thành củi tươi và củi khô để mà thảy vào lò, để mà nấu nước trà, để mà nhâm nhi đàm đạo, để mà uống. Cho nên những người nào trong quân đội, những thành phần nào mà theo đảng Cộng sản không nhìn ra được những câu nói chính trị ẩn dụ như vậy thì coi chừng toàn bộ lũ khốn nạn của tụi bay sẽ trở thành củi tươi cho thằng Tào Cộng hết. Cái câu mà củi tươi thảy vào lò cũng có thể đốt cháy là muốn nói toàn bộ những thằng đảng viên tụi bay yêu nước Việt Nam. Tụi bay không theo Tàu, tụi bay sẽ từ từ đi vào trong lò để mà nó đốt tụi bay chết hết với cái chiêu bài là chống tham nhũng. Bởi vì thằng Tàu biết rõ cái lũ Cộng sản không có thằng nào mà không tham nhũng. Từ xã, từ phường, từ ấp, từ cái gì ở Việt Nam cũng là phải tham nhũng, cũng là bao thư. Cho nên nó dùng cái chiêu bài chống tham nhũng để mà được lòng dân, nhưng mà lòng dân bị lừa. Nó chống tham nhũng vậy, đất cát của mọi người dân mà bị nó cướp, nó bán cho thằng Tàu, nó có trả lại được tất đất nào không? Những cái mảnh đất mà nó cướp của người dân, nó làm sân gót, nó bán cho Tàu Cộng làm những cái hãng xưởng, nếu bây giờ người dân Việt Nam nó có trả lại không? Mà kêu gọi người dân ủng hộ chống tham nhũng ha? Chống tham nhũng là phải trả đất cát lại. Chống tham nhũng là phải trả lại những cái gì cho toàn dân Việt Nam. Mà những cái thằng đầu bò đó nó làm sai đi. Các bạn suy nghĩ đi. Nha. Cho nên cái chiêu bài chống tham nhũng hoàn toàn trọng tuyết. Nó coi những cái thằng đầu bò mà làm việc cho đảng Cộng sản, nó vắt chanh, nó bỏ vỏ. Giống y như những bà mẹ anh hùng mà có công với cách mạng. Nó lấy đất rồi bây giờ cầm bằng khen đi ra để mà đi khóc lóc, để mà biểu tình. Nằm sóng sòi ở ngoài vườn hoa Mai Xuân Thượng. Nằm sóng sòi ở ngoài đường phố. Để mà xin những đây là kêu bằng đó là mẹ nó ra khiếu kiện về đất. Nó như vậy đó. Chị Lisa ơi, hôm nay em cung cấp cho chị những tin tuyệt mật. Sau khi mà để cho thằng Phát Niễn qua mặt dẫn độ Vũ Nhôm về Việt Nam thì Ba Dũng vô cùng tức tối, tức làm gì được nhau. Cho nên Ba Dũng đã quyết tâm trả thù bằng mọi giá có được trong tay. Ba Dũng chi thêm tiền để mà giật dây cho luật sư của Vũ Nhôm ở nước ngoài làm đơn yêu cầu điều tra chuyện dẫn độ Vũ Nhôm về Việt Nam. Và đòi họp báo quốc tế để mà công bố các chi tiết liên quan tới việc dẫn độ và xin tị nạn của mật vụ tình báo Vũ Nhôm. Đây là chiêu ăn không được, phá cho hôi của Ba Dũng. Bây giờ không cứu được Vũ Nhôm thì cũng tìm cách để mà phá hoại phe Phúc Niệm và Trọng Lũ để mà trả thù. Ba Dũng muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối, làm tất cả trở nên phức tạp, làm tất cả trở nên khó khăn cho Phúc Niệm và Trọng Lũ bằng cách như vậy đó chị. Cho nên biến chuyện Vũ Nhôm thành chuyện tranh chấp quốc tế để làm hai thằng Trọng Lũ và Phát Niệm bị quốc tế đánh tơi bời và mất hết uy tín hiện nay. Hiện tại thì luật sư của Vũ Nhôm đã đưa đơn lên tòa án Singapore đòi điều tra vụ dẫn độ Vũ Nhôm với lý luận là vụ dẫn độ là hoàn toàn trái với hiến pháp của Singapore, bởi Singapore không có luật
và không có ký lệnh để mà dẫn độ với phía đầu bò đảng đỉ cộng sản uống máu kinh. Và đồng thời Singapore đã vi phạm công ước quốc tế về bảo vệ người tị nạn chính trị. Nếu đơn yêu cầu bị bác bỏ thì luật sư của Vũ Nhôm sẽ chơi chiêu cuối cùng là cho họp báo quốc tế tại Singapore có live stream trực tiếp ở trên Facebook để công bố chi tiết vụ dẫn độ và tị nạn của Vũ Nhôm. Đương nhiên Singapore thì sẽ không bao giờ nói là đã âm thầm nhận 10 tỷ đô la của nhà cầm quyền đảng đỉ cộng sản đưa cho mình. Bởi làm như vậy thì cả thế giới đã cho rằng là Singapore vì đồng tiền 10 tỷ đô la để mà trao trả Vũ Nhôm. Đồng thời tung ra hồ sơ mật là có liên quan cho toàn thế giới biết. Mục đích là để cho đảng đỉ Việt Cộng quê mặt và rơi vào thế kẹt của quốc tế. Vì hồ sơ mật mà công bố ra thì cả đường dây gián điệp nằm vùng của các thủ đoạn tàn bạo của đảng đỉ Việt Cộng ở bên nước ngoài đều bị đưa ra ánh sáng. Tất cả chi phí từ tiền luật sư cho tới tiền mướn phòng, họp báo và lót tay cho truyền thông quốc tế sẽ do Ba Dũng đài thọ qua con gái ruột của ông là Nguyễn Thanh Phượng. Số tiền này lấy từ tài khoản ngân hàng của Ba Dũng ở bên Singapore do Nguyễn Thanh Phượng đứng tên chứ không chuyển từ Việt Nam qua. Cho nên phía đảng đỉ Việt Cộng sẽ không thể chặn dòng tiền được. Chuyện của Vũ Nhôm còn chưa kết thúc mà chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Ba Dũng đã bơm tiền cho luật sư Singapore yêu cầu điều tra vụ dẫn độ Vũ Nhôm. Các bạn thì cứ cho là đảng Cộng sản Việt Nam nó mạnh lắm. Nhưng mà nó đã bỏ ra 10 tỷ đô la. Tại sao mà Đức đã biết trước Vũ Nhôm xin tị nạn mà lại làm ngơ? Để cho Singapore nó bắt đầu ra điều kiện để lấy 10 tỷ đô la để dẫn độ Vũ Nhôm về. Với tình hình này thế giới biết rằng bây giờ nếu mà đảng Cộng sản có muốn xử hoặc ám sát hoặc là kêu tử hình thì toàn thế giới người ta bây giờ đều biết hết. Bởi vì truyền thông nó nằm gọn ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà tại sao những nước cờ nào mà lại cho bắt Vũ Nhôm về ở trong nước? Thứ nhất là phe mà đang đối đầu với tình báo Hoa Nam nhát cấy không dám ra mặt. Cho nên họ cố tình đưa Vũ Nhôm trốn ra nước ngoài để bịt đầu mối. Tình báo chính trị của nước ngoài người ta đã nhìn ra được, cho nên người ta muốn cho nó banh tành luôn. Bởi vì một khi đã thảy củi vào thì cho trái mẹ hết cho rồi. Cho nên cố tình giả bộ kêu Singapore nhận 10 tỷ đô la để cho Vũ Nhôm về. Một khi Vũ Nhôm về bị tra khảo đánh đập thì chúng ta sẽ xem coi tiếp tục một con heo nào, một con lợn nào mà béo tròn mà no nê, một con hổ nào chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Lisa nói như vậy mà không biết mọi người có hiểu không? Nếu không hiểu thì thôi. Lisa chỉ có biết tới nhiều thì nói nhiều, chứ không có nói thát. À, nói vậy thôi à. Cho nên nếu những kẻ nào từ huyện, từ công an, từ quân đội mà vẫn còn án binh bất động thì cho tụi bay trở thành củi tươi hết, để trọng lú nó thảy vào trong lò nó chụm, rồi nó sẽ tận dụng toàn là tình báo Hoa Nam để mà qua, để mà cai trị đất nước Việt Nam, để đồng hóa và sáp nhập vào. Nếu toàn dân Việt Nam mà run sợ không nổi lên thì cứ diệt đụng người nào sẽ bắt thảy qua bên Tàu để mổ lấy nội tạng người đó. Còn bằng không thì hãy để cho thế hệ kế tiếp nói tiếng Tàu và sẽ ở bên Việt Nam. Khi nào người Tàu, người Hán mà cần nội tạng thì cứ đi qua thử máu và chụp đầu một con nhạn.
để qua bên Tàu mổ nội tạng để ghép cho dân Tàu. Chỉ vậy thôi. Đó là chiêu bài của tình báo Hoa Nam đó. Cho nên những kẻ nào đảng viên trên 4 triệu mà tôi bay cứ ngồi đó mà vỗ tay, mà yêu cầu là ca ngợi đảng chủ trương đúng đi. Rồi sau này chính tụi bay sẽ là củi tươi hoặc là củi khô, cái đó tao không biết được. Củi tươi ý là muốn nói những thằng còn đang tại vị như Trịnh Xuân Thanh. Củi khô đây chứng tỏ là những thằng đã gác kiếm, đã về vườn làm người tử tế. Cho nên dùng câu củi tươi và củi khô đều thảy vào để cho trái mẹ hết là nó ở cái dụng ý như vậy đó. Tại sao một thời từng là đồng chí đồng rẫn với nhau, cùng chung đi theo đảng 3-4 năm tuổi đảng, bây giờ bỗng một đêm trở thành củi tươi, trở thành củi khô? Thì mọi người cứ tha hồ mà trung thành tuyệt đối với đảng đi. Một người như Lisa cũng nhìn ra được càng khôn, thì những thằng ở trong đảng, những kẻ ở trong quân đội, chẳng lẽ tất cả mọi người chấp nhận để làm củi tươi và củi khô, để cho thằng trọng lúa nó thảy vào lò đang nóng sao? Lisa e rằng mọi người không thể nào mà chấp nhận để mà làm củi khô. Nếu thật sự mà những người đảng viên mà chấp nhận làm củi khô thì Lisa không còn gì để nói. Tất cả nếu được như vậy sẽ phong lên làm anh hùng, giống như là Tô Vĩnh Viễn lấy thân mình để mà chèn pháo vậy. Khi mà cái quả pháo mà nó không có đi lên, đẩy ông lên được, không biết thằng nào đó nó xô thằng Tô Vĩnh Viễn ngã ở dưới, thằng này mới chửi điệp mẹ thằng nào xô tao xuống, rồi tự động cái pháo nó cán lên trên người. Thì bắt đầu báo của đảng đĩ nó cho là anh hùng Tô Vĩnh Viễn đã can đảm lấy thân mình để cho pháo nó cán lên chết mẹ như vậy. Các bạn thử suy nghĩ, có thằng nào mà ăn ruột cùng rùa đến nỗi mà lấy thân mình mà để cho nguyên một cái xe pháo mà nó cán lên như tương tàu như vậy không? Vậy mà cũng là xảy ra ở trong nước Việt Nam. Vậy mà vẫn đem vào sách giáo khoa để cho tuổi trẻ học là cái gương anh hùng của Tô Vĩnh Viễn. Tô Vĩnh Viễn là lấy thân mình để mà chèn pháo, lấy thân mình để lắp lỗ châu mai. Thời này không còn là chiến tranh, cho nên không cần phải lấy thân mình để chèn pháo, mà những người đảng viên lấy thân mình để làm củi khô và củi tươi, để đi vào lò để mà nấu nước trà cho trọng lúa nó ngồi nó uống. Cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện, không cần dùng tới gas, chỉ dùng củi khô cho nó giống với cái quan giả nhé. Sau khi biết tin chính xác là Vũ Nhôm đã nằm trong tay của Tổng cục 2 thì một bầu không khí u ám tràn ngập Bộ Công an, đặc biệt là toàn dân Việt Nam đang nghi ngờ về cuộc chống tham nhũng. Trọng lúa đã biết được chuyện này cho nên tung cho cánh truyền thông trên TV cứ la làng là chủ trương chính đáng của đảng, và đưa những thằng bưng bô lên để ca ngợi trọng lúa là dùng từ củi khô củi tươi rất là hay, mà nó không biết được rằng sau này chính nó cũng là củi tươi hoặc là củi khô. Tụi bay cứ ca ngợi câu nói của thằng trọng lũ và củi tươi và củi khô đi. Rồi sau này chính tụi bay sẽ là củi khô hay củi tươi thì Lisa chưa dám biết được. Nhưng mà cũng sẽ có một ngày tất cả những thằng đảng viên ở trong quân đội phục vụ cho đảng, phục vụ cho nhân dân phải cúi đầu để mà cho Tàu vào nước Việt Nam. Nếu thằng nào đứng lên mà phản đối thì sẽ bị trở thành củi tươi và trở thành củi tươi. Từng là đồng chí, từng là đảng viên của đảng Cộng sản,
nhưng mà chỉ trong một đêm mà phản đối Tàu Cộng thì sẽ trở thành củi tươi hoặc là củi khô ngay lập tức. Những người mà chuẩn bị làm củi khô đó là những người cựu chiến binh, những người đã từng đánh thằng Tàu Cộng vào cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Nhưng một số người thì đã già rồi, củi đã mục rồi, chùm không có cháy. Những thằng cựu chiến binh có người chết đã rã một mẹ nó thành đất rồi. Chỉ có những thằng cựu chiến binh mới về vườn thì mai ra củi khô còn chụm được thì cứ thảy vào cho cháy đi. Cho nên người cộng sản nó khốn nạn như vậy đó. Ngay cả tình đồng chí mà nó cũng còn ví như là chuột, như là củi. Thì toàn dân Việt Nam các bạn sẽ là cái gì đối với đảng Cộng sản Việt Nam? Lisa thì rất thương dân tộc Việt Nam. Lisa không muốn dùng cái danh từ nào cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà đối với đảng Cộng sản Việt Nam thì nó coi người dân Việt Nam chỉ là máu thịt để mà nó ăn chè chén mà thôi. Nó sẽ hút tận máu, tận xương, tận tủy. Cho nên sau khi mà đưa ra để mà bắt Vũ Nhôm, đặc biệt là phe cách Trần Đại Quang, phe công an biết là Trầm Lũ Phát Niệm sẽ dùng Vũ Nhôm để làm vũ khí thanh trừng bộ công an và nhổ sạch phe cách của Trần Đại Quang ra khỏi bộ công an để thay thế tình báo qua Nam vào. Và bộ chính trị đang âm thầm Tàu Cộng nằm trong bộ chính trị đang tìm cách nhổ sạch sẽ những người nào ở trong bộ công an ra sẽ cho là củi khô để thảy vào lò. Cho nên đang cực kỳ lo sợ ở trong bộ công an. Cả bốn anh em nhà Trần Đại Quang đều đang hợp lực để mà tìm cách gỡ thế nguy trước mắt. Cụ thể là Trần Đại Vinh, Trần Quang Sáng, Trần Đại Quang và Trần Quốc Tỏa đang bàn chiến lược để mà tránh cơn bão chính trị, cũng như là nhằm tránh mình sẽ trở thành củi tươi để mà thảy vào lò đang nóng. Để giảm tới mức thấp nhất thiệt hại thì phe này dự tính là sẽ cho nhiều tướng tá ở trong bộ công an và phe cánh trong tổng cục 5 đi nước ngoài để mà tránh đi cái lò lửa đang nóng sẽ trở thành củi tươi. Cho nên chờ lò lửa mà nguội lạnh dần rồi thì mới dám trở về. Cho nên theo tin mật, bắt đầu từ tối thứ sáu tuần này thì sẽ có một loạt tướng tá ở trong bộ công an và tổng cục 5 đang đương chức đã trở về hưu, kèm theo những người liên quan sẽ lấy cớ để mà đi du lịch ở nước ngoài, để trốn ra nước ngoài luôn. Trọng Lũ biết được điều này cho nên đã thanh trừng và đã nói củi tươi và củi khô cũng sẽ bị đốt cháy, cho dù về hưu cũng phải bị sờ gáy. Cây gươm của pháp luật, cây gươm của Trọng Lũ sẽ chém bay đầu tất cả những người nào mà nằm trong tầm mắt của Trọng Lũ. Hiện tại những người tướng tá này đang gấp rút để mà thu vén tài sản ở trong đất nước Việt Nam để mà chuyển gấp ra bên ngoài. Vàng và ngoại tệ phải đem ra nước ngoài để tránh bị Trầm Lũ và Phát Niệm cho tịch thu tài sản. Những người công an xã, những người nào đã từng có nhà lầu còn không mau bán, không ôm vàng ôm tiền hoặc đưa một con em mình ra nước ngoài thì coi chừng sẽ trở thành củi tươi và củi khô một đêm thức dậy. Rồi sau đó phe cánh của Trần Đại Quang sẽ tạo cơ hội cho các tướng tá và người thân đem vàng và ngoại tệ đi xuất cảnh ra nước ngoài ngay trong tối đêm nay thứ sáu và hai ngày cuối tuần. Phe này sẽ sử dụng phi trường Tân Sơn Nhất và phi trường Cần Thơ để mà chạy trốn.
chứ không dám đi phi trường Nội Bài hay là phi trường ở Đà Nẵng vì sợ phe Trọng Lũ đã cho tình báo qua Nam phục kích. Chuyện của Vũ Nhôm đã tạo thành hiệu ứng domino trong bộ công an và nội bộ của đảng Cộng sản, làm những quan chức, chuột nhắt, tướng tá đều tìm cách để mà đào tỉ, để bảo toàn tánh mạng và tài sản mà hút máu của người dân. Nếu mà không lật đổ nổi được thì hãy nên bỏ đi, đem hết tiền vàng ra nước ngoài. Xem ra năm 2018 Lisa tụng một phổ kinh trù ẻo đầu năm, sao mà nó hiệu ứng quá nhanh như vậy. Lisa cũng sẽ nhìn xem sự báo ứng đến đảng Cộng sản như thế nào. Sau khi Tổng cục 2 đã nắm được Vũ Nhôm trong tay thì Trọng Lũ thừa thắng xông lên chiếm luôn quyền để mà phong tướng của Trần Đại Quang. Trọng Lũ đã ra quy định mới là quyền phong tướng ở quân đội và công an hoặc là thăng hoặc là giáng quân hàm sẽ thuộc về bộ chính trị chứ không còn là của thằng chủ tịch nước nữa. Như vậy thì bộ chính trị thì đương nhiên là của tình báo Hoa Nam là phe Trầm Lũ, chứ không còn như tiền lệ là lên được chức vụ là do trong tay của chủ tịch nước để mà ký thăng lên hàm tướng nữa. Cho nên chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục bị xoán và tiếm luôn quyền để mà phong tướng. Xem ra Trần Đại Quang chỉ là bù nhìn. Bây giờ phong hàm tướng thì cũng do bộ chính trị, mà bộ chính trị không ai khác, đó là đảng. Mà đảng là do Trọng Lũ đứng đầu. Đây là âm mưu thâm độc vô cùng của tình báo Hoa Nam và thằng Trọng Lũ để mà từ từ nắm lấy đại quyền ở phe công an và phe quân đội bằng cách là nắm quyền phong tướng, nắm quyền thăng quân hàm. Như vậy thì thằng cấp tá nào muốn lên tướng thì phải nghe lời Trọng Lũ. Chỉ cần đút lót cho Trọng Lũ là thằng tá đó sẽ trở lên được thằng tướng. Còn nếu thằng tướng nào mà không nghe lời Trọng Lũ thì sẽ cho giảm quân hàm, từ tá sẽ trở thành quý hoặc từ tướng sẽ trở xuống làm tá. Thằng nào không nghe lời thì Trọng Lũ sẽ cho giáng quân hàm. Vậy là cả phe công an và quân đội đều bị Trọng Lũ kiểm soát và nắm hết cái đầu. Vì không nghe lời là không được phong tướng mà còn bị giáng quân hàm. Một khi công an, một khi quân đội đã nằm trọn trong lòng bàn tay, trong cái túi trân chủng của tình báo Hoa Nam, thì coi như là Tào Cộng, tình báo Hoa Nam đã kiểm soát tất cả. Bởi vì Trọng Lũ chỉ là bù nhìn của Tập Cận Bình, cho nên bây giờ việc mà thăng quân hàm không còn nằm trong tay của chủ tịch nước nữa, mà phải nằm gọn trong cái túi trân chủng của tình báo Hoa Nam. Tức là Trọng Lũ ra lệnh là việc phong quân hàm cấp tướng tá hoặc là giáng quân hàm thì chỉ có bộ chính trị và trong đảng là được quyền làm, chứ không còn là chủ tịch nước nữa. Lợi dụng tình hình dư luận đang chú ý chuyện Vũ Nhôm bị dẫn độ, thì trong trung ương đảng, tình báo Hoa Nam đã bất ngờ cho tăng giá xăng để mà đánh úp toàn dân. Bởi vì đã qua bên Singapore chịu 10 tỷ đô la thì bây giờ ngân sách bị rầm toát. Cho nên vào chiều ngày 4 tháng 1 2018, Trọng Lũ đã ra lệnh cho bộ chính trị yêu cầu phải tăng giá xăng lên, bắt buộc toàn dân phải trả tiền để mà bù đắp vào 10 tỷ đô la để mà chuộc một con củi khô, củi tươi, đó là cây củi tươi Vũ Nhôm. Trọng Lũ bất ngờ cho tăng giá xăng thật là mạnh,
giá xăng A95 tăng gần 1.000 đồng một lít, đã lên tới gần mức 21.000 một lít xăng và cho biết rằng đây tới Tết âm lịch sẽ lên 25.000 đồng một lít. Đây là lần tăng giá xăng thứ 8 liên tiếp của đảng Đĩ Việt Cộng trong 4 tháng qua, mà dân tộc Việt Nam thì ai ai cũng cúi đầu và chấp nhận móc tiền ra. Và là lần này là tăng mở hàng cho năm 2018. Giá xăng A95 hiện nay đã tăng lên hơn 20.000 đồng một lít và sẽ còn tiếp tục tăng nữa trong năm 2018, nhằm là phải đánh làm sao cho đời sống người dân phải thật là kiệt quệ. Theo dự kiến thì xăng A95 có thể tăng lên tới 30.000 đồng một lít khi Việt Cộng áp thuế môi trường 8.000 đồng vào một lít xăng. Vì giá tăng cho nên bây giờ hàng hóa dịch vụ ở bên Việt Nam cũng bắt đầu nhảy múa tung tăng lên và đẩy lạm phát tăng lên. Tết năm nay Mậu Tuất thì giá hàng hóa dịch vụ sẽ tăng lên một cách phi mã. Theo đà lạm phát này, người dân sẽ vô cùng khổ sở và vô cùng nghèo túng. Cho nên ngoài việc tăng giá xăng thì Việt Cộng còn chuẩn bị tăng thuế, tức là thuế giá trị gia tăng. Bộ Tài chính đã được lệnh của Trọng Lưu thông báo là sẽ tăng tiếp tục 2% thuế gia tăng để bù đắp vào ngân sách và tiền để mà hối lộ để dẫn độ Vũ Nhôm về. Mặt hàng nào cũng bị tăng thuế lên ít nhất là 2%. Theo dự kiến thì đảng Đĩ Việt Cộng sẽ tăng thuế lên vào cuối năm 2018, rồi tới năm 2019 thì sẽ tăng ngất ngưỡng lên để cho sát nhập vào nước Tàu. Một khi tăng thuế thì giá cả hàng hóa dịch vụ đều sẽ tăng theo, gây lạm phát phi mã, làm cho đồng tiền già hồ mất giá và đời sống của người dân sẽ càng thêm khổ cực, làm ăn sẽ càng khó khăn hơn và lúc nào cũng là lo cơm áo gạo tiền, lo không biết ngày mai tiền xăng, tiền điện, tiền nước có thể tăng lên hay không. Nhận thấy chỉ tăng có 2% thuế là chưa đủ, cho nên Trọng Lưu và Tình Báo Quan Nam nó họp lại và đòi tăng thu nhập cá nhân để mà bù vô 10 tỷ đô la mới vừa trao cho phía Singapore. Cho nên Trọng Lưu đã đòi phải tăng 5% thuế đối với người có thu nhập thấp và 10% tiền thuế với người có thu nhập trung bình và 20% thuế với người làm thu nhập cao để bù vào ngân sách. Như vậy thì người thu nhập thấp sẽ phải đóng ít nhất 30% thuế thu nhập, người thu nhập trung bình phải đóng 40% tiền thuế thu nhập, còn người thu nhập cao phải đóng từ 60% cho tới 70% thuế thu nhập. Đây là chiến lược tận thu của đảng Đĩ Việt Cộng để đánh vào cả người giàu và người nghèo ở trong xã hội Việt Nam. Giàu nghèo gì cũng phải đóng thuế thu nhập cao ngất ngưỡng để cho Việt Cộng tha hồ hưởng thụ. Cho nên nó đã đưa hàng loạt bài báo là đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương sẽ lên cao đến 20%. Ngoài thuế tăng thu nhập cá nhân thì đảng Đĩ Việt Cộng còn tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội, nghĩa là người dân bắt buộc phải bỏ ra nhiều tiền hơn để đóng vào cái quỹ bảo hiểm xã hội. Trước đây thì mỗi tháng phải đóng 2% lương sau thuế vào quỹ bảo hiểm của Việt Cộng, nhưng bây giờ phải bắt buộc đóng 5% tiền lương, nhưng mà khi về già hoặc là bảo hiểm thì không thèm trả một đồng nào. Đây là cách tận thu của đảng Đĩ Việt Cộng để đánh vào 500 tấn vàng của người dân. Một khi làm cho người dân chao đảo thì tự nhiên vàng sẽ đội nón ra đi, nhà đất cũng sẽ rào bạc, mà người mua thì lại là những người Tình Báo Hoa Nam, bởi họ làm ra được tiền, họ in được tiền thì họ tha hồ trả. Vì đánh vào tiền lương thì toàn dân Việt Nam hết đường để mà chạy, hết đường để mà giấu tiền, để mà trốn. Một khi áp dụng mức đóng bảo hiểm mới thì toàn dân Việt Nam sẽ bị thiệt hại nhiều hơn, tiền lương sẽ bị giảm 5% một tháng. Để tiếp tục tận thu từ người giàu ở tại Việt Nam thì đảng Đĩ Việt Cộng chuẩn bị thu phí xe hơi vào nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Đảng Đĩ Việt Cộng đã ngồi họp và bàn tính
sẽ tận thu tất cả các loại xe ba bánh trở lên để mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh để bù đắp vào ngân sách đang bị phá sản. Nghĩa là xe ba gác, xe hơi, xe tải, xe bus, xe taxi vô trong thành phố Hồ Chí Minh thì đều phải cúi đầu và trả tiền lệ phí. Mỗi lần vô là phải đóng một lần. Xe càng bự, càng đắt tiền thì đóng phí càng nhiều. Theo dự kiến, trước Tết ta, Việt Cộng sẽ cho lắp các trạm thu phí thí điểm ở thành phố Hồ Chí Minh ngay quận nhất để bắt đầu thu phí xe từ 3 bánh trở lên. Một khi đảng đĩ Việt Cộng thu phí thì sẽ đẩy chi phí vận tải tăng lên, làm giá hàng hóa tăng lên, làm dịch vụ tăng lên và cuộc sống của người dân sẽ càng khổ sở hơn. Bây giờ tất cả những quận ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu rục rịch để mà tự lập lên trạm để thu phí. Tức là ngoài Bình Chánh đi vào thì từ Bình Chánh mà đi vô tới quận 3 cũng có một cái trạm. Từ quận 3 đi qua quận nhất cũng lập một cái trạm. Tức là mỗi quận, mỗi huyện đều tự động lập nên trạm để mà thu tiền. Đời sống của toàn dân Việt Nam sẽ càng ngày càng thê thảm. Bởi vì nó không lấy được vàng trong dân thì nó cố tình làm cho đời sống như vậy để người dân phải từ từ bán vàng ra để mà xài. Thì đương nhiên vàng và đô la bán ra thì đều nằm ở trong kế của đảng Cộng sản. Đây là cái chiêu tinh vi mà lấy tiền của dân khiến dân không la được. Vặt lông vịt, nhổ lông vịt mà con vịt phải chấp nhận, không có dám la làng lên. Thật là một chiêu vô cùng ác độc. Thời gian không có hạn, Lisa sẽ lên nói để cho toàn dân biết được mình đang sống trong chế độ độc tài sắp tới như thế nào. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.